Hãy subscribe.
dẹp xóa ác ôn, thanh thanh diệu diệu dục hồn, mở tâm nghe đời nghe hát tâm suy. Tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền? Nghệ sĩ đâu người điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền. Bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ trốn
rực ánh quang. Điện quang thanh nhẹ băng qua tình đời, tâm linh dù chưa tuyệt vời nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ từ khắc từ ghi
từng giờ. Hạnh tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình. Tiến vào lãnh vực tâm
Thank you.
công bồi đức từng giờ. Hạnh tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình. Tiến vào lãnh vực tâm dừng.
tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ trổ tài đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy buồn chồn tiếng gió.
trần gian, đời đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc nhớ
rực ánh quang, điện quang thanh nhẹ băng qua tình đời. Tâm linh dù chưa tuyệt vời, nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ tự khắc tự ghi, giúp cho giảm bớt sân si lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng xây lời thầy. Thank you.
từng giờ. Hạnh tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình. Tiến vào lãnh vực tâm thanh nhẹ băng qua.
mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ trổ tài đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy bồn chồn
cùng người nghệ sĩ lo về quê cha. Tâm linh
Phật thầy vì kiên họ
mình luôn đối xử vì tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan đạo là phương tiện dẫn đàn đức luôn.
phần dừng say. Lời thầy ý nhẹ hơn mây. Xuyên qua dòng hát ngất ngây tâm hồn, nhạc đờn dẹp xóa sĩ trổ tài.
Thank you.
trường thủ đoạn gạt lừa. Thầy vì kiên họ